được chào đón quý vị đến với chương trình Du ký cùng Hoa hậu được phát sóng trên kênh HTV9 vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần. Thành công qua nhiều cuộc thi người đẹp, không chỉ dừng lại ở đó, Hoa hậu Jennifer Phạm còn tham gia nhiều hoạt động như quảng cáo, người dẫn chương trình. Đặc biệt hơn, Hoa hậu Jennifer Phạm dành nhiều thời gian hơn cho điện ảnh. Có thể kể một số bộ phim như Tiếng Dương Cầm Trên Biển, Xin Thề Anh Nói Thật, Mai Dài. Và hàng tuần, Jennifer sẽ mời quý vị cùng đồng hành với Jenny và một vị khách mời để chúng ta thưởng thức những món ăn ngon, đi tham quan những địa điểm đẹp và trải nghiệm các dịch vụ từ mua sắm cho đến làm đẹp. Và ngày hôm nay, số đầu tiên của chúng ta sẽ là một vị khách mời hết sức là đặc biệt. Và đó là ai? Xin mời quý vị hãy cùng chờ đón sau đây nha. Hoa Khôi Nam Em! Và cô nàng đang catwalk, sải bước đến gần Jennifer. Ý đồ đang đu cổ. Hello em. Không gặp, khỏe không? Em khỏe. Nam Em là gương mặt trẻ luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Cô từng đoạt giải Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015. Ngoài ra, cô còn tham gia các hoạt động khác như ca hát, diễn viên. Và chuyến du ký lần này, Nam Em sẽ bật mí điều thú vị gì đây? Nhưng mà tại sao hôm nay em lại đeo mắt kính đen vậy? À, em đang bị đau mắt. Thôi xem nào. Không, xinh lắm, gửi ra đi. Xinh luôn quý vị. Trước tiên thì chắc là mời Nam Em sẽ chọn cho chúng ta địa điểm ngày hôm nay mình sẽ đi nhé. Nam Em sẽ chọn bất kỳ một trang nào trong cuốn cẩm nang này. Và địa điểm đó sẽ là điểm đến của hai chị em mình ngày hôm nay. Mời em, hên xui đi. Em đọc luôn đi. Đi ăn. Chưa được nói chuyện là đã được đi ăn rồi. Dạ, nhà hàng Pasta Hero là đâu ta? Nhà hàng Pasta Hero 74B, Hai Bà Trưng, quận Nhất nè. Và để di chuyển thì chương trình có cấp cho chúng ta một chiếc xe máy. Em có biết lái xe máy không? Em có. Thì hôm nay em muốn chị chở hay là em chở? Thôi để em... Em xin phòng đi ha. Manly mà đúng không? Ok đi. Lâu rồi không chạy, không biết chạy được. Lâu rồi không chạy hả? Lâu rồi. Chạy một hồi mà không nghe thấy chị đâu là em biết rồi ha. Bật đèn xi nhan đâu nhỉ? Cẩn thận nha. Bây giờ bữa nay khí hậu không có nắng à? Trời cũng mát đấy chứ. Nói chung là ông trời quá ưu ái cho mình. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ô, vậy hả? Em đã bị nhắc nhở lần một. Nhắc nhở lần một. Phía trước là hồ con rùa. Chỗ đó là quy tụ những cái bán bánh tráng trộn nè, bánh tráng nướng nè. Điểm hẹn quen thuộc ở Sài Gòn đúng không? Hồ con rùa. Đúng rồi. Hỏi cái anh lái xe Grab kìa. Anh đường Hai Bà Trưng đâu vậy anh? Ô về quay đầu lại hả? Ô kỳ hả? Cảm ơn anh, kỳ quá là không biết đường. Ủa nhưng mà taxi nhanh trời á. Em không biết taxi nhanh, chị chỉ giùm em, không phải cho em. Nè, không phải cho em. À dạ, cảm ơn. Ủa mày là 74B. 74B là chắc trên nữa. Nhưng mà nhà hàng ấy là Pasta Hero, Pasta Hero. Đây. Này trước đây nè. Quán rất là ấm cúng dễ thương em hả? Dạ. Nghe nói là ngon lắm. Nên em ngồi đây nhé. Thường là ở nhà em thích ăn đồ Tây nhiều hơn hay đồ ta nhiều hơn? Em phải chế độ ăn kiêng á, cho nên là em ít khi nào ăn đồ Tây. Thường em ăn kiêng thì em ăn kiêng như thế nào? Em ăn salad nè, ăn tinh bột vào buổi sáng. Cuộc đời của chị là chị để ăn thôi, kêu chị nhìn ăn mà giảm cân thì là một cả một vấn đề và một cực hình. Hôm nay chị biết là em không ăn được thịt heo, không ăn được thịt bò nè, đúng không? Nên là chị gọi là chủ yếu là hải sản thôi, tôm, cá và rất là nhiều rau. Nhưng mà lâu lâu một bữa thì quá tốt. Gặp nhau hội ngộ hai chị em mình đúng không?
Sản xuất em đóng luôn. Em muốn gọi là avocado smoked summer salad ạ. Dạ, cái này rất là tốt cho sức khỏe. Nghĩ phải cao hơn. Nếu em nói 10 tính em xạo đó. Không được cho nên điểm tuyệt đối hả? Tại vì điểm tuyệt đối là nói xạo. Không, nhưng mà cái điểm 10 đó chị nghĩ là em nên để dành cho cái món đặc biệt nhất của chúng ta ngày hôm nay. Sẽ mời các anh đầu bếp trưởng ta sẽ biểu diễn cho chúng ta món spaghetti Ý. Spaghetti Ý sẽ có sự biểu diễn của đầu bếp. Em đã bao giờ đi Ý chưa? Em chưa đi Ý bao giờ. Anh chưa hả? Chưa. Em nên đi. Dù như thích shopping thì em đi Milan nè. Rất là nhiều cửa hàng shopping. Đi Venice cũng rất là hay, thành phố trên biển, nhà thi đấu cổ này, rất là nhiều những cái nó hơi cổ kính một tí. Nói chung là mỗi nơi sẽ có một cái nét đẹp riêng nhất mà nhất định sẽ phải đi một lần trong đời. Đây chính là cái thùng phô mai lúc nãy em nói đúng không? Arigatou gozaimasu. Anh tên là Jill và là bếp trưởng ở nhà hàng. Tôi cứ thích mặt nè. Anh sẽ làm một món ăn cho mọi người. これはイタリアから直接会社が輸入しているパルメザンチーズです。このチーズは do chính công ty mình tự nhập khẩu về và tên của nó là Parmesan Parmigiano ạ. すごい重たいんですよ。多分あなたより体重重たいですよ。cục chiên này rất là nặng. Nếu mà so cái lô giữa cục chiên này với chị thì chắc là cái cục chiên sẽ nặng hơn. Bây giờ. 今ホワイトラムで、熱くしてチーズを溶かしてます。まあ、sử dụng rượu để đốt lên để cho chi nó tan chảy ra. Dạ, mình trộn cho nó luôn ạ. Cho nó chi chảy ra xong mình trộn. Ủa, nếu mà ở đây mình gọi món này thì tất cả đều sẽ được làm vậy hả chị? Dạ đúng rồi ạ. Đó, khi mình order món này thì nhân viên sẽ tự động set up cho mình và làm trước mặt khách luôn. Bình thường là nhân viên làm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là vì là hai nàng xinh đẹp mới được anh đầu bếp ha. Dạ đúng rồi ạ. Một cái cục chi này là nó nặng bao nhiêu? Dạ một cục chi này nặng 40 kg. 40 kg? Dạ. Arigato mà. Andy. Andy, thank you. Tutte ni masu ka? MM. Mình có muốn làm thử không ạ? Yeah. Em thử đi. Atsui kara motte kudasai. Mình cầm hơi nóng, mình cầm ở trên. Atsui. Nin. Hot. ではここに mình sẽ rưới đều lên trên bánh chi ạ. Mình sẽ dùng cái muỗng để cạo thêm một lớp chi ở trên ạ. Chi rổ kết thúc được rồi. Đây, thay em. Ok. Rồi sau đó.
nhẹ nhàng thôi. Em hãy thưởng thức tác phẩm của em nha. Chị sẽ thưởng thức cái đĩa này cho an toàn. Anh không phải là chủ quán, đây là anh bếp trưởng. Anh này là người Nhật, ảnh rất là thích ẩm thực Ý. Nên là có một thời gian là ảnh đi sang Ý để ảnh học. Trong các món em thích món nào nhất? Chắc thích món em làm nhất. Chứ là đầu bếp thất nghiệp rồi, chọn đưa món mình làm trước hả? Thật sự thì anh đầu bếp làm hết, em có làm gì đâu, em chỉ múa gì tao, không có làm gì đâu. Anh đầu bếp này quá dễ thương đúng không? Dễ thương. Trong một cái không gian rất là hiện đại, ăn những món Tây. Tí nữa thì chúng ta sẽ đến với một không gian hoàn toàn ngược lại. Một không gian nó hoài cổ hơn, nó gần gũi và nó đúng chất châu Á mình hơn. Ủa vậy là đi ăn nữa hả? Không, bây giờ em chị đã mời em ăn rồi, một tí nữa chúng ta sẽ đi uống nước. À, vậy là không được đi ăn nữa rồi. Hãy ăn, trang thấu. Này, này, hỏi cô này nè, Cô. Sao con hỏi đường Ngô Thị Diễm? Quẹo đây hả cô? Ăn. Rồi thằng quẹo xuống. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Thằng này à, ơi cô dễ thương quá. Chúc cô mừng bay mắn đắt nha cô. Đây rồi, mừng tình yêu. Không gian bên đây nó khác hẳn với không gian quán ăn lúc nãy đúng không? Ồ. Giữa hai người yêu nhau ha. Tại sao lại nói hai người yêu nhau? Đi uống. Chứng tỏ là những cuộc hẹn hò với người yêu là hay hẹn ở quán cà phê đúng không? Không. Thôi em cảm ơn. Hẹn hò bạn bè là ít khi ra quán cà phê, ít khi nào còn đi nhậu à. Mấy người yêu của em á thì điểm đầu tiên mà mọi người hay dắt em đi nhất là những điểm nào? Chắc là đi ăn quán cà phê thì cũng có, nhưng mà hồi xưa là hồi nhỏ lớp 11 thì lúc đó gặp người yêu quán cà phê. Mà ví dụ như là đi du lịch thì em sẽ hay chọn những cách du lịch như thế nào, như là nghỉ dưỡng hay là thích đi phượt, thích đi cùng bạn bè, thích đi cùng gia đình hay thích đi một mình? Thì em thích đi mình. Đi một mình? Những nơi mà thật sự là nó cho mình cái cảm giác là mình phải trỗi dậy cái khả năng sinh tồn á. Em thích khám phá bản thân. Thì em thích kiểu đi vào vùng sâu vùng xa, rồi đi cắm trại đó, cái kiểu vậy đúng không? Kiểu đi phượt á. Đôi khi trong cuộc sống phải có những cái trải nghiệm, những cái lúc mà mình có sự thử thách như vậy thì mới động viên cho mình, động lực cho mình để mà mình trưởng thành hơn và khám phá thêm một cái góc khía cạnh mới của mình. Với lại quan niệm sống của em á là em thấy là cuộc sống chỉ có được một lần. Em thích tìm những cái cảm xúc mới. Vẫn có thể em thích một cô gái đẹp em sẽ yêu chẳng hạn, em thích một cô gái đẹp em sẽ yêu chẳng hạn. Nhưng mà đó là một tình yêu thôi, kiểu là mình thích một cô gái đẹp. Đôi khi rung động một trái tim, rung động một trái tim thì đó cũng là một cái cảm xúc hay. Rồi ví dụ như mình chưa ăn cái món đó, mình không bao giờ biết ăn, thì em sẽ học cách ăn. Giống như em rất là sợ rắn, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai em cũng sẽ học cách đối diện với nỗi sợ đó. Thì em có rất là nhiều những kinh nghiệm đi xa rồi, khi mình phải xách ba lô lên mình đi thì mình mới biết chỗ nào đẹp, mình mới biết tận hưởng được cuộc sống. Mà bây giờ mọi người sống hiện đại quá, cần cái gì cũng giao tận nhà, mọi người không có ra ngoài. Bữa công nghệ cái gì cũng online được hết, mọi người không có tiếp xúc với thiên nhiên, không có tiếp xúc với con người đó, thành ra mọi người bị trầm cảm. Cái thời gian em bị trầm cảm nặng là thời gian em chỉ ở trong nhà. Đầu tiên bước vào lĩnh vực showbiz thì là em tham gia vào lĩnh vực nào là chính? Đầu tiên thì em tham gia hoa hậu, em đi thi hoa hậu trước. Lúc đó em đang học ở ngoài Hà Nội, em học quân đội, em ở trong trường quân đội. Tính thời điểm bây giờ thì em sẽ được quân hàm là thiếu úy rồi. Thì những cái thầy hồi xưa make up cho em với trường mà em đi thi hát á, thầy mới nói là kêu em đi thi hoa hậu Việt Nam đi. Em nói trời ơi, em xấu quá gì mà đi thi gì. Thầy bay ra Hà Nội để đi thi với em luôn. Thấy thầy nhiệt tình nó ơi thi đi thầy ơi.
Nhưng mà vô em thấy em ngại lắm. Nhưng mà sau khi thi á, tự nhiên con người em nó trỗi dậy. Những cái mà em chưa từng nghĩ em sẽ làm được. Và sau đó thì cơ duyên gì đã dẫn em đến điện ảnh? Thấy là em có năng khiếu diễn xuất, mọi người mời em đi. Rồi sau em đi thì mọi người lại thấy em có năng khiếu hài, xong rồi mọi người lại mời em hài. Lúc đó em bị một cái bệnh, đó là em luôn sợ là mình không có đủ độ hot á. Em cứ đi làm. Rồi có những lúc em bị cuốn theo, em đi lạc luôn. Trong đầu em đã nghĩ là em sẽ nghệ thuật là số 1, tình yêu là số 1. Em sẽ hành động những cái mà em không nghĩ cho bản thân mình. Mà có lẽ chính những cái hành động trái đó nó lại gây cho em những cái dư luận, những cái scandal. Chính là lý do bây giờ em phải học cách nghĩ cho mình nhiều hơn. Lúc đó em bệnh nhiều lắm, mà mình lại không tìm ra được bệnh. Ngày nào cũng phải vô phòng cấp cứu, em phải truyền thuốc giảm đau. Và em nghĩ là em chết rồi. Tư duy em cứ nghĩ là thôi, làm cho nhiều người ghét mình càng tốt. Cái lúc đó bắt đầu mọi người tự tin em, chuyển sang mất niềm tin. Và từ mất niềm tin chuyển sang ôi, không chắc. Và em có một người, người ta còn hơn cả một người yêu nữa. Ảnh quan tâm cho em. Nói chung là chỉ có từng bao giờ có cảm giác là mình ở trong phòng cấp cứu mà người ta âm thầm, người ta tới, người ta lấy cái ghế người ta ngồi, người ta chỉ dám khe hé cái màn, người ta nhìn mình, xong người ta lặng lẽ đóng diễn phí rồi người ta đi. Nhân vật đặc biệt là em sẽ không bao giờ cho mọi người biết người đó là ai. Thì ý em nói là đây là nếu mà mình luôn có một cái thái độ sống tốt, mình không có phải là vì lợi ích của bản thân á, thì tới một ngày nào đó mình cũng sẽ gặp may mắn. Chính người ta cũng nói với em là không ai giúp em được bằng chính bản thân em. Thì tự nhiên lúc đó em mới giác ngộ, có thể là có nhiều người cả hơn em, nhưng cũng sẽ có cơ số người đã không bằng em, sẽ có cơ số người đã không bằng em. Vậy tại sao em phải lãng phí một cuộc đời? Cho tới bây giờ em quyết định là em bắt đầu làm lại từ đầu. Sau câu chuyện của em cũng muốn là một người truyền cảm hứng cho những người đang ở trong bóng tối. Tại vì em ở trong trầm cảm em biết mà, để mà vượt qua giai đoạn không có dễ. Nếu ai đó vẫn còn lấp ló trong bóng tối thì học cách bật đèn lên. Thì trong cuộc sống thì cái gì nó cũng sẽ có cái giá của nó. Mặc dù là mình nhìn trước mắt đó là một cái sự thất bại, nhưng mà trong cái sự thất bại đó mình đã sẽ rút ra những cái kinh nghiệm và sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn. Thì hôm nay thì chị cũng có một cái trắc nghiệm. Thì mình sẽ bắt đầu nha. Câu thứ nhất là bạn sẽ không thể sống thiếu thức ăn hay nước uống. A là thức ăn, B là nước uống. Em nghĩ là nước uống. Nước uống hả? Tại sao em chọn nước uống? Tại vì 70% cơ thể là nước. Mà nếu mà thiếu thức ăn thì mình có thể sống lâu hơn. Nhưng mà thiếu nước uống trong vòng một ngày nên là mình cũng đột tử được. Đáp án B là chính xác. Tại vì nước uống là cái mà rất là cần cho cơ thể của mình để cứu sống mình. Em là một ngày em không nước là em đặt máu em chết luôn. Câu hỏi thứ hai là khi cắm trại qua đêm thì bạn nên dựng lều ở đâu? Đáp án A là gần nguồn nước. Đáp án B là trên mỏm núi. Nếu mà chị nói là một là nước hay là núi? Lên núi, lên núi thì có rất là nhiều thịt rừng và rau. Lên rừng á thì sẽ gặp cọp, mà cọp thấy mình là xé cái xác. Dựng gần nước thì cọp tới là nhảy xuống nước, tại cọp không biết bơi. Thì cơ hội sống vẫn cao hơn. Như lại thiếu thức ăn thì có thể không chết, nhưng mà thiếu nước thì sẽ chết. Rồi câu hỏi thứ ba nhá. Bạn đang đứng ở một nơi có thảm thực vật xanh tốt và nhiều động vật sinh sống. Điều này cho thấy gì? A. Đây là nơi gần nguồn nước. Hoặc là B. Có nhiều động vật hung dữ gần đây. Gần nguồn nước. Gần nguồn nước. Tại sao? Bởi vì trái đất hình thành có sự sống khi có nước. Từ nước nó mới tạo ra những cá thể rồi cái gì đó, vi sinh vật, mà mình mới thành người. Đúng rồi, câu trả lời của em rất là chính xác. Có lẽ là em cũng có rất là nhiều những kinh nghiệm. Ba câu thôi. Trước khi chúng ta kết thúc thì trong cái cẩm nang này, mỗi khách mời sẽ ghi lại cho mình một cái trăm ngôn sống, chia sẻ một vài dòng về cảm nhận của mình về chương trình. Và cho chị xin chữ ký của nam em luôn. Anh phải ghi vô đây đúng không hả? Em có thể đặt một dấu chấm hỏi cũng được không? Ừ.
Rồi, ok, thank you Nam em rất nhiều. Một lần nữa thay mặt cho chương trình, cảm ơn Nam em đã dành thời gian đến với số đầu tiên của Du Ký Cùng Hoa Hậu. Và chị tin chắc rằng mở đầu cho cuốn đầu tiên thì là sẽ là một hành trình rất là tuyệt vời tiếp theo. Và hy vọng rằng là sẽ còn gặp lại Nam em trong những chương trình sau nếu có cơ hội. Và chúc cho Nam em thật nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình nhé. Em cảm ơn chị, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là đẹp. Và cũng xin cảm ơn quý vị các thính giả đã đồng hành cùng với Jennifer và Nam em. Xin chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:15 thứ 6 tuần sau trên kênh HTV9.